Thưa quý vị, với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tuần lễ học tập suốt đời 2023 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 nhằm nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về việc tự học, vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong học tập. Trong những năm qua, bắt nhịp với sự phát triển của xã hội, các thư viện trường học trên địa bàn thành phố đã được đầu tư hiện đại, góp phần giúp học sinh tiếp cận với các tri thức một cách nhanh chóng và toàn diện. Sau hai giai đoạn được đầu tư, năm học 2023-2024, trường tiểu học Hòa Bắc khang trang đầy đủ tiện nghi được đưa vào sử dụng. Một trong những điều khiến thầy và trò nơi đây thêm phấn khởi là cơ sở vật chất của thư viện theo đó cũng được trang bị đầy đủ hiện đại, hệ thống máy tính phục vụ tra cứu sách, màn hình tương tác. Từ khi có các thư viện mới này thì tụi em ra chơi sẽ đỡ nhàm chán hơn, sẽ đến đây đọc sách mỗi ngày. Và đọc sách thì giúp mình bổ sung kiến thức và hiểu biết thêm những điều mới. Nhiều năm qua, cùng với đầu tư phòng học, phòng chức năng, thư viện của các trường học trên địa bàn thành phố cũng được quan tâm đáng kể. Sự hỗ trợ của phần mềm quản lý thư viện giúp giáo viên, học sinh có thể dễ dàng tìm được những đầu sách mình quan tâm. Bên cạnh đó, các trường cũng tạo không gian xanh mát thân thiện cho thư viện, tạo được sức lôi cuốn đối với học sinh. Con thường xuống thư viện vào những giờ ra chơi, giờ nghỉ giải lao. Khi đọc sách thì con cảm thấy rất là thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Và con rất là thích thư viện mới của trường. Thư viện mới của trường rất đẹp và thoáng mát. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, bậc tiểu học có 94 trên 99 thư viện đạt chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ 94,95%. Bậc trung học cơ sở có 56 trên 60 thư viện đạt chuẩn, tỷ lệ 93,33%. Nhờ được quan tâm đầu tư, thư viện dần trở thành điểm đến yêu thích của học sinh, giáo viên. Các trường học cũng chú trọng việc phân bổ nguồn ngân sách để mua sách, làm phong phú nguồn sách tại thư viện. Hệ thống thư viện mới này thì bản thân là giáo viên cũng rất là mừng vì qua cái tiết học, qua những tiết học mệt mỏi thì sau những giờ ra chơi các em sẽ được đọc những cuốn sách, những cái bài học hay để giúp các em giải tỏa được sau những giờ học mệt mỏi, và thông qua những cái bài học đó thì giúp em có thể hiểu nhiều điều bổ ích khác ngoài những cái giờ học trên lớp, là tự các em tự hình thành được, phát triển được năng lực tư duy. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, các trường học cũng chú trọng lan tỏa phong trào đọc sách trong học sinh bằng nhiều cách làm khác nhau. Làm chủ được tri thức, tăng cường khả năng tự đọc, tự học là những hành trang quý báu cho mỗi học sinh trong kỷ nguyên số. Và những góc đọc hiện đại thân thiện tại mỗi trường học là điểm dừng chân lý tưởng cho mỗi học sinh trên con đường chinh phục tri thức.